giả biên tập giả của báo Thời Mỹ. Cũng như thường lệ, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 24 tháng 9, cũng là một tuần cuối cùng của tháng 9 và chuẩn bị sắp tới tháng 10. Hôm nay với Khánh Trân sẽ được gửi đến những cái chương trình rất là đặc biệt trong tờ báo Điểm Báo chiều hôm nay. Hôm nay Khánh Trân hát bài gì em? Em sắm bài hát vui tươi. Vui tươi hả? Dễ thương, được mang tên Thiên Đàng Ái Ân. Ồ, bài này hay đó nha. Ừ, cho những cặp đôi đang yêu nhau, đang rất là hạnh phúc bên nhau nhé. Anh đẹp biết kêu gì là chân tay đã muốn đồng bài rồi. Đường nào vào thiên đàng ái ân là đường vào nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trên sau cảnh sắc bướm, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe tim rung tay tìm hư ảo, không tin nào say đắm hơn em đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo vui, là đừng về ôm bóng đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xiềng làm mình tính chuyện trăm năm. Bài dễ thương quá ha. Bài dễ thương luôn. Bài này như sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương không? Dạ, Lam Phương. Nghĩ là vậy. Lam Phương sáng tác rất là nhiều bài hay, những bài vẫn như nhau hoặc những bài mà cô đơn rất là thấm thía. Đường nào vào thiên đàng ái ân là đừng vào những thơ lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đôi mòn gót chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trôi sau càng xa bước, để muôn đời mình còn được yêu nhé em. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe tim dù tai tình hư ảo, không tin nào say đắm hơn anh đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo vui, là đường về đến ấm đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Và bài hát Đường vào thiên đàng ái ân nghe cái tiêu đề rất là hấp dẫn, và để cho chương trình bắt đầu buổi đi báo ngày hôm nay, thưa quý vị, với một cái tiêu đề rất là đặc biệt: Lý Đô Sài Gòn diễn hành bằng xe ủng hộ tổng thống Trump trên đại lộ Bonsa Trần Hưng Đạo. Quý vị thấy không, trên tờ báo này em thấy là cái sự ủng hộ của mọi người dành cho tổng thống Trump quá là nồng nhiệt, quá dữ dội, quá là dữ dội, quá không tưởng tượng em được. Đi tới đâu cũng thấy những cái biểu ngữ là giống như là ngay cả cái máy bay người ta mướn trực thăng riêng để người ta bỏ cái biểu ngữ là Trump 2020. Wow, toàn là đầu tư cũng rất là lớn để mà support cho ông Trump. Tại là thật nhiều. Sự ai mà yêu nước Mỹ thì nhận ra được nên phải ủng hộ cho ông Donald Trump đó. Và ngay cả ở Đài Việt Mỹ mình cũng có cái phiếu mà để mà ghi danh mà ủng hộ cho ông Trump không anh? Ở đây thì mà họ có những người nào mà chưa có cái phiếu đi bầu thì tại đây cũng có cái phiếu tới đây, quý vị có thể lấy đây để mà fill down, để mà gửi mail đi. Thì không còn bao lâu nữa, chỉ còn trong vòng hơn một tháng nữa, vào tháng 11 mùng 3 là mình sẽ có một ngôi vị của người tổng thống. Không biết ai đoạt giải nhất đây. Chắc cái này phải cá độ quá. Anh cá với em không? Em bet với anh nha. Nếu như vậy dĩ nhiên em phải cá bên kia rồi. Tại vì dĩ nhiên là anh là phải cá trong Trump, hay làm nhiều khi đâu biết được ha.
Thôi bây giờ thôi cứ cá thử đi. Cá ha. Nhiều khi anh, mình không bây giờ nói trước điều gì cả nè. Nhiều khi á, anh biết rồi, đó giống như là họ nói học tài thi phận. Cho nên mình chưa có biết là nó sẽ ra sao. Thì bây giờ mình nên cá độ chút xíu cho nó vui. Thôi mình hỏi cá ở dưới có, chắc quý vị cũng đã đón ai rồi. Đón như vậy đã nói rồi, hai anh em mình cá đi. Để lát nữa em sẽ ra một cái cái phần thưởng là sẽ ai chịu thua là như thế nào nha. Lát nữa rồi em tính. Còn bây giờ mình trở lại với điểm báo cho ngày hôm nay. Điểm báo hàng tuần thứ ba với lại thứ năm mỗi 6 giờ chiều PM Cali thì hai anh em chúng tôi thường có một điểm báo, nhưng mà chỉ còn một ngày nữa thôi, trong tuần sau là anh em chúng tôi là sẽ có những chương trình khác, chứ không có những chương trình điểm báo như vậy nữa. Nó sẽ chuyển một cái hình thức khác quý vị ạ. TV ạ, chương trình TV là ngày 1 tháng 10 như quý vị mấy tuần trong những tuần này quý vị đã nghe rất là nhiều, mỗi cái điểm báo hoặc là những cái tờ báo như vậy đã luôn thông báo đến quý vị là ngày 1 tháng 10 sắp tới đây là Việt Mỹ Television gọi là tòa soạn báo Việt Mỹ sẽ có thêm là đài truyền hình Việt Mỹ trên băng tần là 14.6. Đúng rồi. Đó. À. Và cái ngày khai trương, ngày Grand Open sẽ không phải là ngày 1 tháng 10 nhưng mà sẽ sắp xếp khoảng 2 tuần sau đó là sẽ mời tất cả quý vị đến đây để mà chung vui cùng chúng ta. Business owner, những bạn bè trong ngành nghiệp, cả cộng sự, và có một cái chương trình rất là hấp dẫn. Nhưng mà chúng tôi đã bắt đầu là sẽ làm việc và mình chạy đài là từ ngày 1 tháng 10 là đầu tháng 10 này. Quý vị hãy chờ đón xem nhé. Và chắc chắn là sẽ có những cái chương trình rất là hay chạy luân phiên mỗi ngày, mỗi giờ cho quý vị, để quý vị có những cái món ăn tinh thần của đài Việt Mỹ. Quý vị sống ở bên Mỹ thật sự là mình giữ những cái bản sắc cũng như là giữ những cái thông tin, những cái truyền thống của Việt Nam như thế nào, thì bây giờ anh Việt Mỹ sẽ có một cái đài mà đáp ứng hết tất cả những cái sở thích cũng như là những cái nhu cầu cho quý vị. Và hôm nay có những cái tin tức của giáo sư Vi Anh, đại cử tri đoàn, bài của giáo sư Vi Anh. Thì quý vị hãy đón đọc cái bài báo của giáo sư Vi Anh cũng như là những cái thông tin ở trên Việt Mỹ Newspaper qua số báo ngày hôm nay là số 564. Chúng tôi có những tin tức xã hội, kinh tế vân vân, và những cái thông tin thương mại rau vặt rất là quen thuộc ở báo Việt Mỹ. Càng ngày Khánh Trân thấy cái tờ báo càng nặng là sao anh ha? Là tăng thêm trang hay là tăng thêm chữ? Đúng rồi, tuần này là báo Việt Mỹ đã tăng thêm được 6 trang nữa. Wow. Là tại sao lại có cái sự mà tăng trang nó rất là nhiều như thì vậy? Quảng cáo vô thì nó có tiền thì mới in ra được chứ. Dạ đúng rồi. Thì quý vị thấy không, báo Việt Mỹ á là bây giờ Khánh Trân thấy là hình như mình không những là cái trang nó nhiều hơn, nó tăng cái trang mà nó còn là tăng thêm cái lượng báo phát hành, phải không anh? Đúng rồi, dạ, tại vì bây giờ tất cả các tiệm đã mở cửa lại nên mình phải tăng số lượng thêm đó. Và giống như em đi ăn nhà hàng, em thấy cái tờ báo Việt Mỹ này cũng để được khắp nơi, khắp trong các nơi, nhà hàng dạ. Và 22 ngôi chợ trong tỉnh thành, từ cũng như các văn phòng luật sư, bác sĩ, nhà hàng đều được phân phối ngay đó. Đúng. Và quý vị nào muốn có những tờ báo miễn phí của tòa soạn báo Việt Mỹ thì quý vị hãy đến ngay tòa soạn báo để mà nhận những tờ báo như thế này cho mình cũng như cho người thân mình xem. Và một bài rất là đặc biệt của chú Huy Phương, Giấc Mơ Mỹ. Giấc Mơ Mỹ. Ai người đang ở Việt Nam á, người ta nằm mơ, người ta nằm mơ thôi chứ không có đi được. Dạ, tại vì thật sự đi qua Mỹ á, không bao giờ em thấy cũng nhiều người đi du lịch cũng nhiều lắm đó anh. Mà không biết sao em thấy bữa này cũng rất là dễ đi du lịch nha. Dạ, đi du lịch. Tại vì nói chung là đi du lịch phải có nhà, có điều kiện. Có nhà cửa, có tài sản bên đó. Ví dụ như người ta phải có con cái, giống như là nếu mà, và đặc biệt là những người mà trẻ quá thì lại cũng không dễ đi. Tại người ta sợ mình qua đây là nhiều khi lao động là ở lại đây luôn, hoặc là mình sẽ ở lậu hay là trốn lại đây. Nhưng mà những cái người mà những cô chú anh chị mà nếu mà tuổi tác có vẻ hơi lớn một chút xíu thì Khánh Trân nghĩ là sẽ dễ đi đến đây du lịch hơn, và còn những người trẻ thì có vẻ khó hơn. Và cũng đặc biệt một cái tin mừng cho tất cả các anh chị em nail trong ngành, thì hiện tại thì khắp nơi đã mở cửa tiệm nail trở lại, bao gồm Quận Cam, San Bernardino, Riverside, San Diego, và tuần tới đây vào đầu tháng 10 thì Los Angeles để được mở trở lại. Vậy là chúc mừng cho những thân chủ về ngành nails, sẽ nhất là vùng Los Angeles. Và Khánh Trân biết ở dưới Los đó là mọi người làm nail rất là nhiều.
Đó, hồi trước anh Trân có một người gì làm gì đó nêu ở ngay cái khu anh, khu Mỹ Đen mà làm đông khách ghê luôn anh. Đúng rồi. Dạ, nhưng bây giờ mà anh biết rồi, Mỹ Đen rất là thích làm nail, làm bột móng tay dai vậy nè. Nhưng mà bữa giờ mà nếu như Lost mà không có được mở cửa vậy thì rất là tội, mấy người đó rất là làm đẹp. Em nói mà họ nghe được cái họ vô. Sao anh? Họ dí à? Đâu có dí, tại vì em nói mấy anh chị da màu. Dạ không, ý em đang khen là anh mấy anh chị Mỹ Đen nó rất là thích màu làm thì nail. Mình màu. Đó mà da màu đúng không? Mình cũng là màu, mình là màu vàng. Không, màu anh ơi, da màu, màu, da màu đúng rồi mấy anh. Rồi còn màu đỏ nữa, nó tất da cả. Đen thì người ta nói da đen, người ta nói là gọi là cái sự chân thật mà đó là màu sắc thôi chứ mày có phân biệt gì đâu. Nhưng mà ý em nói là biết. Đó, những anh chị đó rất thích làm nail mà làm nail móng nào nổi nổi bật đẹp rất. Hôm nay là có một cái quảng cáo, trời ơi thấy gì mà thấy gạo Sóc Trăng đây nè. À, Khánh Trân cũng có được anh chủ tiệm kinh doanh gạo là anh Andrew Nguyễn đã tặng cho Khánh Trân hai bịch gạo mà gọi là gạo thơm Sóc Trăng ngon nhất thế giới. Tặng cho em cái sample để mà ăn thử. Ngon. Và em nghe nói là cái gạo đó nó có cái mùi lá dứa lạ lắm nha anh. Không có nấu rồi thấy ngon lắm. Dạ, rất là ngon. Em sẽ về nấu thử. Và quý vị nào mà muốn thưởng thức gạo Sóc Trăng vì cái gạo này được đi thi ở bên, nghe nói bên Philippines hay Indonesia gì đó phải không anh, và được cái đoạt cái giải là ngon nhất thế giới luôn quý vị. Cho nên chúng ta đừng có ngần ngại và đừng có chần chừ nữa, và hãy thử cái món gạo này đi, tại vì gạo này rất là đặc biệt, được xuất từ Việt Nam qua đây. Xin liên lạc với số phone là 714-909-9299 hoặc là 813-362-6328. Một bài viết: Đạo Phật khác với các tôn giáo khác. Bài này là gỡ rối tơ lòng của cô Diễm Hương. Đâu anh? Để David đọc cho quý bạn nghe nhé. Một khúc ngắn thôi. Vấn đề tôn giáo hiện là trở ngại lớn cho tình duyên của em và bạn trai của em. Chúng em quen nhau từ nhiều năm qua, dự định sẽ làm đám cưới khi anh ấy ra trường và có việc làm vững chắc. Nhưng cha mẹ hai bên không chấp thuận cuộc hôn nhân của chúng em vì khác tôn giáo. Gia đình em theo đạo Thiên Chúa, đạo dòng. Ai ngoại đạo muốn vô gia đình em thì phải vô đạo. Chứ ba mẹ em không cho đạo ai nấy giữ. Còn ba mẹ anh bạn em theo đạo Phật, họ cũng nhất quyết không cho con theo đạo Phật, trừ khi anh ấy từ bỏ cha mẹ. Thật ra thì anh bạn em theo đạo Phật, nhưng anh ấy chẳng đi chùa, cũng không hiểu giáo lý nhà Phật. Anh ấy chỉ biết ba mẹ thờ cúng ông bà, và khi gia đình có người mất thì mới mời một ông sư đến đọc kinh và cử hành vài lễ cầu siêu ở chùa. Thầy đọc kinh EA như thế nào anh ấy cũng chẳng hiểu lời kinh. Wow. Như vậy trong vấn đề mà hôn nhân bây giờ cũng còn cái này nữa hả? Là có nghĩa là cái cô này là cổ đạo Thiên Chúa, và có ưa một anh là đạo đạo Phật, thì cả hai bên đều không chấp nhận là người kia qua đạo gia đình hả? Dạ, hai bên gia đình là cha mẹ đấy, thành ra cha mẹ nhiều lúc có không có thông cảm cho con cái. Chứ bây giờ đối với Khánh Trân nghĩ là đạo nào cũng được, miễn chi con cái mình hạnh phúc là mình sẽ thấy hạnh phúc. Tại vì không có Phật Chúa nào mà khuyến khích chúng ta là làm những điều xấu, điều ác, và luôn luôn mong chúng ta hạnh phúc, thì không thể nào mà cấm những cái đôi yêu đương nhau mà đến với nhau để cho nhau đau khổ như vậy. Khánh Trân nghĩ là cha mẹ nên hiểu vấn đề đó, đừng có ép con cái. Có cái bài hát gì? Thà không yêu nhau nhé. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Đó, nghe bài này mà đau khổ lắm, đừng để như vậy xảy ra nha. Thôi bây giờ Khánh Trân, nếu mà những bậc cha mẹ mà nghe anh em mình tâm sự một chút xíu hay là chia sẻ chút xíu về cái vấn đề này, thì Khánh Trân nghĩ là nên để cho con cái mình quyết định đi. Quan trọng là con cái mình hạnh phúc là được. Và Phật Chúa luôn luôn muốn chúng ta được hạnh phúc. Chứ nếu mà giờ ngăn cản mà để cho đôi trẻ mà đau khổ, hay là nhiều khi anh biết không, có nhiều cặp á, anh biết yêu nhau đến mức mà cha mẹ cấm mà phải bỏ nhà ra đi. Ôi hoặc rồi. Là ngay cả tự giận chết luôn đó anh. Hồi xưa đó là chuyện hồi xưa. Không dám nữa, bây giờ em thấy cũng vậy đó. Bây giờ là có thể không, là không tự giận nhưng mà đâu, sẽ bỏ nhà đi. Bây giờ nó đổi rồi em ơi. Qua đây là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Dạ thì cũng đúng, nhưng mà không có đau, nhiều người vẫn còn rất nặng gia đình. Nặng gia đình và thương mẹ ghê lắm. Giống như là bên nặng bên trận, gọi là bên hiếu bên tình đó, rất là khổ. Biết rồi, nhìn biết thấy rồi. Em là biết là em thương mẹ rồi. Thì đại khái là cái bài này thì mọi người muốn đọc thì hãy lấy số báo là số 564 để mà biết thêm về cái cuộc tâm sự của cái cô nàng này với cô Diễm Hương, đúng không anh? Đúng rồi. Yeah. Và để trở lại với cái Việt Mỹ Newspaper, chúng tôi đã tạo ra một cái website cũng như mấy
mấy tháng nay anh em chúng tôi đã đọc rất là kỹ nhiều lần để quý vị có thể vô để đăng những cái danh mục mà quý vị đang cần thiết. Trước hết thì vào vietmynewspaper.com, rồi quý vị thấy bên tay phải có chữ đăng ký, quý vị click cho đó một cái, kéo xuống một dưới, rồi ở dưới thấy hai ô trống để là tạo cho mình một cái username. Username xong tạo một cái password. Cái password đó, cái password đó có một cái chữ capital là chữ in á, một con số và năm cái ký tự đi liền. Okay. Một chữ in, một con số và năm ký tự. Rồi bỏ cái điện email vô nữa và điện thoại. Xong cái click đăng ký là xong. Như vậy là quý vị có thể làm được một cái website. Rồi bắt đầu quý vị đánh vô cái nội dung về mướn nhà hay cho xe phòng hay tìm việc làm, nó có đầy đủ trong đó hết. Thì cái đó thì quý vị tự làm ha. Mà nhớ viết xuống trong tờ giấy á, chứ quý vị không thể nào mà nhớ được hết á. Mà đã làm sai một lần thì khó làm lần thứ hai lắm. Tại vì nó phải đòi hỏi cái email khác, tại vì nó nhớ cái email đó rồi đó. Thì ráng làm sao cho nó đừng có sai. Là sai một lần làm lần thứ hai rất là khó. Thì quý vị cũng đơn giản thôi. Lúc đầu Khánh Trân nghĩ là cũng khó, nhưng mà thật sự là khi vào là trong đó nó toàn là viết cho mình cái sự hướng dẫn, là mình cứ làm theo những cái hướng dẫn trong đó thôi. Và quý vị đăng cái nội dung ra vào của mình thì quý vị hãy đăng khoảng 25 đến 30 từ. Yeah. Đó thì quý vị đang ví dụ Khánh Trân sẽ đọc một vài cái ra vặt trong đây cho quý vị, cũng như là Khánh Trân cũng muốn đọc đến cho tất cả quý vị là nếu mà ai mà có những cái nhu cầu như là đi thuê nhà, thuê cửa hoặc là đi tìm việc làm. Đây là cần việc làm, công ty tủ nhà bếp cần thanh niên siêng năng nhanh nhẹn khỏe mạnh full time, ưu tiên cho người mới tới Mỹ. Liên lạc số phone là 714-833-9836 hoặc là để coi cần tài xế 18 bánh đi xuyên bang, xin liên lạc với số phone của chị Lệ là 714-230-5479. Khánh Trân thấy mùa dịch mà đi xuyên bang là rất là tốt. Uh-huh. Tại vì bây giờ tại vì mình đi xe mình không có tiếp xúc ai hết anh. Đó mình mà thật sự đi lái ra xuyên bang mà quý vị chịu khó lại chịu xa gia đình buồn chút xíu mà quý vị có lương rất là cao đó. Và một cái tiêu đề nữa rất là đặc biệt, chuyên đề chuyện vợ chồng nè, bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc, bài của Phương Đan. Tặng mạng về bồ câu trên phố Bôn Sa. Cái bài này bài chuyên đề Bôn Sa có gì lạ không anh? Và ở bên Tòa Soạn Báo Việt Mỹ là đặc biệt chỉ có Việt Mỹ Newspaper là có cái chương trình mà rao vặt newzealand.com. Anh có thể giới thiệu đến cho quý vị là chỉ có Tòa Soạn Báo Việt Mỹ là riêng về ngành nail mà anh tại sao anh lại hồi trước là anh cũng có trong ngành nail xong mà anh lại lập riêng một cái trang nail cho tất cả quý vị. Tại báo Việt Mỹ bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ á, khởi đầu cũng lâu lắm rồi, hầu hết là bên đó những người làm nail rất là đông. Thì thật sự hầu hết là cũng rất là cảm ơn thân chủ ngành nail bên đó đã đưa tờ báo Việt Mỹ lên rất là mạnh, rất chị là mạnh. Phải có cơ duyên đúng không? Khoảng thường thường là rao vặt nail không quán từ 70 tới 75 trang. Đó là một cái tờ báo mà đã đăng hết 75 trang tờ báo về nail rồi thì nghĩ như thế nào? Đó. Bởi vậy là hầu hết bao nhiêu năm qua bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã ủng hộ cho tờ báo Việt Mỹ về cái ngành nail rất là mạnh. Nên mình có từ cơ hội đó mới tạo ra rao vặt nailsalon.com. Thì bây giờ hiện tại nghĩ chắc trên 10 triệu rồi, tại vì thấy 9 triệu mấy rồi. Giờ chắc có thể rao vặt nailsalon.com của bên Việt Mỹ đã trên 10 triệu người. Trên 10 người 10 visitor đó. Vậy là cũng là khá là đông đó. Hôm bữa có 7 triệu mấy. Thì con số này lên rất là nhanh. Khiến ra nghĩ là những người làm nail thì nếu mà muốn quan tâm đến giống như là đi tìm thợ hay là thợ đi tìm việc làm nail, hoặc có làm tóc nữa phải không anh? Ở trong đó có tóc gì không? Có nail, có tóc. Tóc ít, một con số rất là ít. Thì cái đó gọi là về người làm đẹp đó, làm nail, làm tóc thì quý vị hãy vào đó mà để mà tìm theo dõi mà đọc để mà thấy cái nào mình có cần thiết thích hợp với mình thì mình và nhưng mà có giống như đăng báo là mình có miễn phí, là mình miễn phí cho cái dịch vụ nhà. Hiện tại mình còn như ai cũng vẫn quý vị có thể cần rao vặt đăng miễn phí thì chúng tôi vẫn còn cái chương trình đó. Mướn nhà cho xe phòng, bán nhà hoặc là công ăn việc làm, quý vị có cần đăng cần một cái công việc làm gì hay là cần văn phòng phụ giúp hay gì đó thì vẫn còn được miễn phí. Anh David thì từ đầu dịch đến giờ là mình tính mấy tháng à? Tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là 6 tháng. Vậy là nửa năm đó mà ảnh hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Coi như là
ảnh cũng là gọi là tổn hao rất là nhiều, mà ảnh vẫn vẫn muốn giúp cho tất cả quý vị độc giả. Đó là như một lời tri ân cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ ảnh từ mấy lâu nay. Và anh cũng biết là mùa dịch này thì những cơ sở thương mại thì gặp những khó khăn, thì anh cũng muốn chia sẻ bớt một phần nào, đúng không anh? Đúng rồi. Thì cũng không còn bao lâu nữa thì cũng hy vọng đầu tháng 10 mọi cái business trở lại bình thường, để mà quý vị có thể có công ăn việc làm, sống cuộc sống bình thường lại, không có âu sầu lo buồn gì nữa ha. Không có bị là cột chân cột tay nữa đó. Dạ. Thì bây giờ thấy Angeles, cũng đã khá bình thường này rồi mà. Thì hầu hết quận Cam chỉ còn Los Angeles, là tại Nam Cali thì còn Los Angeles một mở cửa, thì chắc phải tuần ngày mùng 1 thì sau đó là hết rồi, không còn thành phố nào nữa. Hy vọng vậy. Một tin đáng mừng, chỉ mong là dịch đừng có tăng nữa để cho mọi người sớm trở lại cuộc sống bình thường, và cũng mong là vaccine mau sớm có để mà chúng ta yên tâm hoàn toàn và cũng không có lý do nào mà bó buộc chúng ta nữa. Đúng rồi. Thì bây giờ quán ăn thì nhưng mà trong cái rủi có cái may là cái quán ăn là hôm bữa là giờ ra ngoài ngồi ăn, nhưng bây giờ là được vào trong ngồi ăn rồi. Mọi người có một số người vẫn thích ngồi ngoài như quen rồi, là như một thói quen. Nhất mùa này là mùa thu nữa, rất là mát ha. Với lại anh thì biết rồi, người Mỹ mà cái gì mà nó thay đổi mà lạ là nó vẫn thích. Giống như bên Pháp á, thường thường là người ta thích cái cảnh bên ngoài, người ta còn đi ngắm người qua người lại, thấy rất là buổi chiều mát mẻ, rất là lãng mạn ha. Thôi coi như là mình gọi là trong họa có phước, trong rủi có may, giống như bây giờ vô tình mình lại được ăn ở ngoài nữa, là mình được cá ở các cơ sở thương mại, là những vị chủ chắc rất là thích ha, tại vì được hai mặt bằng luôn. Là coi như là double khách luôn đó. Bây giờ là dưới còn mặt khách thì lại chắc có thể bù đắp lại những cái ngày mà họ mất. Đúng mát. Rồi và khách cũng được lựa chọn cái chỗ ngồi, mình là ngồi ở trong ở ngoài. Em là bây giờ thích ở ngoài rồi, tại vì giờ nó bớt nóng rồi, hôm bữa nóng quá. Ăn vừa đổ mồ hôi. Coi như là ăn cũng không có ngon lắm. Và anh em quay buổi này và anh em chúng tôi chỉ còn một buổi cuối cùng là tuần thứ ba tuần tới. Thì tạm thời chúng tôi sẽ ngưng cái chương trình điểm báo. Tại vì trong những ngày qua thật sự cũng rất nghĩ là quý độc giả, quý vị cũng rất là ngồi ở nhà rất là buồn. Thì chúng tôi có cơ hội lên đây để chia sẻ, để gửi những cái thông tin. Giống như những cái thông tin này báo cũng đồng góp một bàn tay đó. Để mà xoa dịu những cái đau buồn và cũng giúp được một bàn tay cho các quý vị. Thì... Giúp đọc báo cho quý vị luôn đó chứ. Mình cũng đọc báo cho quý vị nghe đó chứ. Tìm việc làm luôn. Thì đến lúc chúng tôi phải có một cái công việc khác, và không phải là ngồi mà điểm báo nữa. Chúng tôi sẽ làm trên cái truyền hình. Và có thể quý vị có thể ở Nam Cali thì coi qua trực tiếp. Còn nếu mà quý vị ở xa thì có thể lên VietMỹTelevision.com. Có một cái website đó là live trực tiếp luôn, VietMỹTelevision.com của bên anh em chúng tôi cũng mấy năm rồi. Thì cái nào quý vị quay cũng được hết. Mà điểm báo này là sắp tới, là anh nghĩ nếu mà mình chuyển qua đài, là anh nghĩ cái điểm báo này nó sẽ tách rời ra riêng một điểm báo, hay là nó sẽ là một cái chương trình khác, chứ không phải là cái tiêu đề là điểm báo nữa, nhưng đọc với một cái hình thức khác. Dạ chắc cũng có một vài người có thể giữ lại cái này. Chắc cũng đọc trong maybe khoảng cỡ 10-15 phút, rồi có những cái chương trình gì kế tiếp nha. Đó. Nói chung là nó sẽ chia ra, nó đâu ra đó một cái chương trình, chứ nó không có trộn lẫn như mình hôm bữa giờ mình ngồi nói. Mình nói là giống như mình gọi là thập cẩm luôn đó. Là tin tức này, tin tức nọ, rồi còn trưng bày những sản phẩm ở đây, cũng như là tâm tình với nhau, chuyện này chuyện kia, chứ không có là riêng về một mặt nào cả. Thì tại vì chương trình chúng tôi muốn làm để có chương trình cho quý vị xem, để quý vị một phần đó quý vị đỡ buồn ở nhà, cũng như là báo chí thì để cho quý vị biết là những chương trình ở đây là có những cái sự rao vặt miễn phí để mà cho quý vị biết, và quý vị đến đây để mà đăng ký. Thì nãy anh đã nói cho quý vị cách đăng nhập rồi, rất là đơn giản, thì quý vị hãy vào tự đăng nhập. Và nếu quý vị có viết sai thì quý vị cũng có thể vào edit để sửa lại. Còn nếu quý vị thấy mà mình làm khó khăn quá, hay là những cái cô chú không biết làm á, thì cô chú có thể vào đài để mà nhân viên ở đây sẽ giúp cho cô chú làm. Hoặc là cô chú có thể gọi vào số phone là 714-224-6032. Hoặc là quý vị tới với đài là nằm trên đường Beach Boulevard 14190 Beach Boulevard, Westminster, thành phố Westminster. Và một cái thông báo nữa rất là đặc biệt, mới nhìn thấy này thấy rất là hấp dẫn nè. Thông báo mới của CDC, chỉ có 6% số người tử vong COVID-19. Vậy đó. Ít hơn 16 lần so với con số
182.685 trước đây là sự thật. Vào cái này, bài viết này của bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ. Mấy ngày vừa qua có một số anh chị yêu cầu tôi bàn luận về con số thật sự tử vong mà CDC đưa ra cho năm nay là 9.683 người, chứ không phải là 182.685 người như CDC đã thông báo lâu nay. Wow. Tôi muốn tránh, không muốn bàn luận vấn đề này vì nhiều bạn hữu hay nổi giận bất tử. Nhưng cái lời họ nói vậy? Là lên 16 lần. Thì 16 lần đó cho chắc 180 mấy người là có người bị bệnh tim, bị cảm cúm, mà là hàng năm là rất là nhiều người bị mà bữa không thấy công bố chỉ toàn công bố là COVID. Mấy người lớn tuổi họ bị cảm cúm mà cái flu nó rất là mạnh. Có thể bây giờ là cái mùa chuẩn bị vô flu nè. Yeah. Ta coi như con số có thể bị tăng. Không có đâu, nghĩ là mùa thu còn nóng đây mà chưa đến. Mà bây giờ bắt đầu ta đang đi chích tới flu một lần rồi đó. Yeah. Thôi, tới đâu hay tới đó. Hay ta. Nhưng bây giờ con số bây giờ cũng là một cái dấu hỏi, khi nào mà nó rõ ràng nó công bố ra lúc đó mọi người sẽ hiểu rõ con số chính xác là như thế nào. Dạ. Yeah. Bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc. Ai đọc đây? Tạng mạng về bộ câu trên phố Bonsa. Bài này đọc rồi ha. Hình như hôm nay là ít bài, biết sao không em? Hôm nay là em thấy là quảng cáo có vẻ nhiều. Tại vì quảng cáo nhiều quá. Vậy là quảng cáo vào bây giờ, nhiều hơn. Bây giờ bởi tuần này lên 6 trang để có bài cho quý độc giả. Nhưng mà nãy giờ anh vào anh cũng chưa có thông báo cho quý độc giả biết á, cũng như là các anh chị nào đang đi tìm việc, nhất là những anh chị làm trong nghề truyền thông, hoặc là mình có những cái năng khiếu về sứ ngôn viên, hay là có những cái ngoại hình bên ngoài để có thể bán hàng home shopping, hay là những chương trình vân vân về media, thì quý vị có thể liên lạc vào số phone cũng như là gửi cái resume đến cho anh David. Anh có thể nói anh đang còn cần tuyển ai, những đối tượng như thế nào nữa, và anh đã đây có. Cũng như quý vị đang thấy trên màn hình nè, đại chữ Việt Mỹ ha. Television. Không, welcome soon to our channel. New team channel 14.6 coming soon October 1st 2002. Thì chỉ còn trong vòng 7 ngày nữa là bắt đầu cái đài mình đã phát rồi. Thì đây là cơ hội cho những anh chị em nào, bất cứ tiểu bang nào mà yêu nghề báo chí, truyền thông, đài truyền hình thì vẫn còn nhận resume về cameraman, về đi làm phóng sự bên ngoài cũng rất là cần. Sứ ngôn viên rất là cần. Yeah. Về home shopping, về đạo diễn, về producer sản xuất ra những cái content, những cái chương trình đó, giống như hài hước và trong nhà ngoài phố, hay là chuyện phim buồn, nói chung là họ một cái người producer họ có thể create ra, họ tạo ra những cái content, những cái bộ phim, hay là những cái cái khúc nhạc, hay là một cái câu chuyện hài gì đó, mình cũng cần những người đạo diễn. Đã có một số anh chị đã gửi resume vào rồi đúng không? Yeah. Hiện tại của mình đang có trên 50 cái resume. Yeah. Mà khoảng là 40 người Mỹ đã gửi cái resume. Yeah, yeah. Người Mỹ thích làm cờ khu Việt. 45 cái resume của người Mỹ và 5 cái resume của người Việt Nam. Mà có, với là người ta đã biết Đài Việt Mỹ nên họ đi vô thẳng đây, họ đã gửi nhận xin việc trực tiếp. Thì mình cũng có trên 10 người rồi. Thì sau pha bây giờ cũng gần xong một cái team. Một cái teamwork. Yeah. Wow, người Mỹ có vẻ năng nổ và rất thích nghề truyền thông. Họ đam mê nghề lắm. Hầu hết là những cái người làm đài Fox News cũng có nè. Đài ABC, rồi mấy cái đài local đây, đài trên Los, họ về đây rất là đông. Yeah. Thì họ rất là đam mê, nhiều bộ phận lắm. Họ về marketing, nói chung là một cái teamwork rất là lớn. Tại vì đài của mình á, là lấy tên là Việt Mỹ, thành ra phải có người Việt. Mình có chương trình Mỹ buổi sáng. Dạ. Yeah. Thì buổi sáng thường thường là Việt Mỹ từ 6 giờ tới 6 giờ sáng là có những cái news, American news, để mà giống như cái ca sáng là thường thường first shift là người ta dậy rất là sớm. Người Mỹ họ đi làm first shift rất rất là đông. Tại họ thích dậy 5 giờ rồi họ 6 giờ tới cái vô cái chương trình news, bắt họ đi qua đâu nửa tiếng xong bắt đầu họ mới lái xe đi làm. Thì cái giờ đó giờ traffic vô đài coi rất là đông. Đó. Thì em nghĩ là coi như là cái này cũng là một cái điều rất là hay, giống như là để cho mình giao lưu văn hóa với nhau. Dạ, đúng rồi. Đó, giữa mà này là phương Tây và phương châu Á Việt, với lại châu Âu. Quý vị sẽ thấy người Việt sẽ làm chung với người Mỹ, mà đặc biệt chương trình của Mỹ là mà buổi sáng bắt đầu 6 giờ, người Việt mình tới 9 giờ 10 giờ mới dậy. Bởi mình lấy cái chương trình đó để mà làm chương trình Mỹ, mà chương trình Mỹ là rất là tốt, phải không? Để có cái sự sinh hoạt giữa chính trị xã hội, để nguyên cái quận Cam này biết nhau, những giống như họ biết người Việt Nam mình, tất cả các anh chị em trẻ trong vòng chánh họ đang làm cái gì,
rồi mình cũng biết những cái hoạt động trong cái cộng đồng, trong cái quận Cam này như thế nào, thì đó là những nhân viên của bên Việt Mỹ sẽ đi làm tin tức bên ngoài, làm những cái phóng sự, và bên trong thì có những cái sứ ngôn viên của người Mỹ, mấy cái người new anchor đó, thì họ cũng đã chuẩn bị hết rồi, có người viết, có người đọc, đầy đủ hết, một cái ekip rất là tốt. Thì bây giờ anh thấy không, ở trong khu Việt của mình á, thật sự là cũng có rất là nhiều người Mỹ. Giống như mỗi lần mình có một, giống anh thấy Tết không, ở trong hội chợ cộng đồng này nọ, anh thấy nhiều người Mỹ cũng đi vào chơi và cũng muốn tìm họ hiểu cái văn hóa mình như thế nào. Và ngay cả bây giờ những cái quán phở, quán ăn cũng như người Mỹ, người Tây vào đó rất là nhiều. Đúng rồi. Bây giờ đã ăn là vô là cái phơ rồi, hoặc là egg roll gì đó, là hai cái món đó là em thấy Mỹ ăn rất thích, là ăn chả giò với lại và bây giờ Mỹ biết cầm đũa rồi nha. Mỹ mà giỏi lắm. Em vô em thấy là bữa này là giống như là rất là chịu khó học hỏi những cái văn hóa của nước này nước kia. Thì bây giờ như anh David nói là chúng tôi vẫn còn nhận những nhân sự, nhân viên để vào Đài Việt Mỹ, truyền hình Việt Mỹ sắp tới đây là ngày 1 tháng 10. Quý vị có thể là gửi resume về davidvo999@gmail.com hoặc là gọi số phone là 714-224-6032 hoặc là tới đài để mà chúng tôi interview trực tiếp cho quý vị luôn. Cũng rất là mong muốn quý vị ủng hộ cho Đài Truyền hình Việt Mỹ của anh em trẻ chúng tôi. Đây là một cái tre già thì măng mọc, thì mình là người mà để mà giữ lại cái văn hóa cho tất cả các bạn trẻ sau này, và bảo tồn văn hóa, giữ lại văn hóa để mà phục vụ cho đồng hương, cho cái đất nước sau này. Thì tuần tới là một cái buổi cuối cùng, thì chắc cũng cảm ơn quý vị đã đón nhận anh em chúng tôi trong những ngày tháng qua, và chúng tôi sẽ có rất là nhiều cái món ăn về tinh thần để gửi đến quý vị trong những ngày gần đây. Và em biết được là mình sắp tới mình lại anh đang chuẩn bị để mà có cái chương trình mà tuyển chọn tài năng phải không anh? Dạ có, talent. Và chuyển thành tài năng có nghĩa là không bắt cái một cái lứa tuổi nào cả? Không, lứa tuổi. Có tùy theo, nếu mà talent kid thì trẻ. Cái mình chia ra, khai chương trình, chứ không phải là mình làm chương trình. Có nhỏ này mà đi thi với người lớn được, mà phải chia ra. Có nghĩa là sợ không công bằng đó. Đúng rồi. Hoặc là mình chấm nó cũng không có, nó hơi bị hoang mang, confused. Thì vậy là mình bây giờ trước mắt là mình tuyển chọn này, tài năng này là của người lớn trước đúng không? Tại lớn mà làm với trẻ nhiều khi đang làm vậy, mẹ ơi con đi tiểu. Nhìn trẻ mà đó, con nít không biết gì hết. Chắc đang quay hay la trực tiếp cho cái bọc đi chắc vui lắm ạ. Thì chắc chắn không phải có một cái chương trình đó, chương trình dành cho thiếu nhi thôi. Đúng không anh? Tại vì em thấy mấy bé ở đây nó dễ thương lắm, nó mẹ tiếng Việt rất là dễ thương. Thì mình muốn cho nó vẫn biết được là nó là nguồn gốc của nó là người Việt Nam. Đó, cha mẹ là người Việt Nam, thành ra mình để cho nó có cái chỗ để nó sinh hoạt với nhau, rồi mình sẽ làm một cái chương trình tuyển chọn tài năng của trẻ em. Mà khi nào mà mình có cái chương trình đó, mình sẽ bắt đầu cho cái đơn ghi danh để đúng cho rồi, mình gặp lại đúng không anh? Sẽ vào một ngày gần đây. Và chương trình hôm nay thì chắc hầu hết mình gửi đến quý vị những bài hát đi nha. Anh David ảnh không biết anh có tâm sự gì mà ảnh cứ đòi hát cái bài không tên cuối cùng. Có nghĩa là cuối cùng, có nghĩa là anh không bao giờ hát nữa, anh hát bài lần bài cuối cùng nữa là xong đó đúng không? Hay không, là vết thương cuối cùng tại, đi. Tại cái bài nhạc này nó đi vào lòng người biết bao nhiêu thế kỷ rồi, rất là hay. Quý vị biết nhạc mà hồi xưa đó không có bài nào không đi vào lòng người cả. Thì bài này Khánh Trân với David hát chung nha. Bài này để tặng quý vị trong cái buổi dinner. Thôi em nghĩ là nếu mở ra con trai anh hát mình. Em hát bài câu nào em hát với anh, ok? Ok. Còn bây giờ em sẽ... Và quý vị đón xem trong chương trình tuần tới nha. Tháng 10 ngày mùng 1, Đài Truyền hình Việt Mỹ. Nếu mà ở tư bang xa thì lên vietmytelevision.com. Việt Mỹ Television đó, là có chữ S phía sau nha quý vị. vietmytelevision.com. Rất là nhiều chương trình trong buổi chiều, tin tức này nọ đầy đủ hết. Xin quý vị hãy thưởng thức qua giọng ca của chủ đài David Võ. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm
còn hứa gì. Biết bao lần anh đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Em biết tin ai bây giờ? Ngày còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chờ? Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu? Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nồng? Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em? Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chắp cánh xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em thôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Người đó lấy chồng rồi mà vẫn muốn hỏi người đó bên đó nó có hạnh phúc hay không, còn thêm đi em. Và còn nhớ đến cái kỷ niệm xưa của chúng ta hay không? Và em nghĩ em nên, nói thêm nữa đi em. Em nghĩ là nên để cho người ta đừng có suy nghĩ nữa, mình hỏi vậy là người ta sẽ buồn. Biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ? Ngày còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chưa? Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu? Bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em? Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chắp cánh xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối. Cùng. Hứa đi, có hát nữa không? Đó, quý vị có tin được không? Em biết tin ai bây giờ? Bây giờ anh kêu hát thêm bài nữa đó. Quý vị share like để đón chào Khánh Trân nha. Bây giờ anh muốn hát bài Vết Thương Cuối Cùng luôn không? Hát luôn, okay. Hôm nay cho buồn luôn đi. Vết Thương Cuối Cùng. Toàn cuối cùng, chẳng qua là nói vậy thôi chứ không bao giờ cuối cùng. The last of the best.
yêu là... thì gì đó khổ cái gì, cái thì cuối lỗ. Là cái tốt hết á. Yêu thì khổ không biết thì lỗ, tha chịu khổ không chịu lỗ. Nghe không vậy đó. Ok, xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Vết Thương. Vết Thương cuối cùng ha. Dạ, yeah, cuối cùng, rồi. Điều này hay. Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao. Từ vào cuộc vui đã chớp nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tạ tơi. Thà một lần đi khuất xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng nhan sắc chưa tàn úa, mai mong xa cuộc vui, chẳng còn mong những ngọt bùi. Từ đây xa rồi ôm cánh tay mơ, từ đây xa từ lời nói điêu ngoa, từ đây còn lại mình ta, và đến tôi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Cuộc tình vừa xa, sáng thân đau dã rời, nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui. Đời buồn tan nên lẽ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến một phần. Hôm nay có tâm sự gì mà hát chắc buồn không vậy ta? Thì cuộc đời phải có vui có buồn, có đắng có cay, có ngọt có bùi chứ. Lúc đầu Khánh Trân cô đã hát vui rồi, giờ hát buồn cho nó có màu sắc. Lát cái này là hát vui. Thà một lần đi khuất xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn nua, mai một xa buồn vui, chẳng còn mong những ngọt bùi. Từ đây xa rồi đôi cánh tay mơ, từ đây ra từ lời nói điêu hoa, từ đây chỉ còn lại một mình ta, xa thêm tôi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Đơn tình vừa xa, sáng thân đau xa rời,
người buồn nên nhận dẫn lối tìm đến. Ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến một phần. Phần là sao cảm ơn được, có ý nghĩa là sao anh ha? Chắc muốn đi chết cho lẹ. Có nghĩa là chắc nói lẫy đó, kiểu nói lẫy ở ta cảm ơn à, tôi cảm ơn anh nha, tôi yêu anh mà tôi quá sung sướng đi, tôi quá là may mắn mà thật sự là rất là khổ đau khổ. Vì mà chết với mộ với mã là anh không dám nói. Em nghĩ là coi như là nói móc đó. Đúng không? Chứ có ai mà cảm ơn tình nhân để giữ đến một phần hay là nói thiệt ta, nhiều khi người đó yêu quá là người ta, đối với người ta cái đó là tình yêu mà nó đau khổ vậy nó mới là tình yêu thì sao? Đúng rồi. Mù quáng. Cái này hát thôi chứ đâu có đâu, có đó có sự thật đâu. Thì đó. Hát thôi không dám đâu anh, có những cái bài hát á, thật sự là cái tâm trạng của tác giả gửi gắm vào bài hát hoặc là những cái tâm trạng của ví dụ tác giả có quen những người bạn hay là có thấy những cái hoàn cảnh nào đó các giả cũng lấy những cái lấy những cái câu chuyện hồi xưa câu chuyện đó Linh Lan Trúc Nữ hay là những cái chuyện tình yêu thì bây giờ Lan Già Điệp đại khái vậy đó. Thì bây giờ thời gian của mình là cũng còn đến 2-3 bài luôn đó. Thôi mình hát một bài cuối cùng đi, cũng là chia tay quý khán giả ngày hôm nay. Bây giờ em hát cái bài một bài để coi, bài Bolero nhưng mà làm theo vũ điệu remix. Wow, quá dữ. Anh thử đoán bài gì nào. Làm sao đoán được? Sao đoán được? Con đường xưa em đi. Oh. Nè. Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thì ngõ hồn dần tái tê. Anh làm thơ vũ quỳ, khăn qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Mây mùa trắng vũ quỳ, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Con nàng hẹn đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai có chi. Em ơi, nhìn gió lên khơi, ngắm gió trong hơi, một người xa cuối trời. Nơi đây tiếng gác cánh dài, e ấm đôi đời, mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương, mây nước huy hoàng, một bàn tay chín nàng. Dân hoa, dân hết ân tình, tìm đến bao giờ, hỏi đường giữa mai nhớ. Con đường giữa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn điều vẫn ghi. Một đêm trăng thanh, quan qua đường băng tanh, chỉ còn em với em. Quý vị thấy chưa, thời buổi bây giờ á, là nhạc gì cũng có thể làm remix được. Đúng rồi. Tại vì có những bài hát nó quá buồn đi, thì chúng ta lâu lâu thỉnh thoảng ta đổi qua cái giai điệu cho nó vui hơn chút xíu. Nhưng mà anh không làm mất chất Bolero, quý vị thấy không? Đánh mình có đàn bầu, đàn cò, đàn hoàng chứ bộ. Mong là những bài hát này đem lại cho quý vị niềm vui. Ở gần là cuối tuần rồi ha. Những mùa trắng vô quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Con nàng hẹn đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai có chi. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời, một người xa cuối trời. Nơi đây tiếng gác cánh dài, e ấm đôi lời, mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương, mây nước huy hoàng, một bàn tay chính nàng. Dân hoa dân hết ân tình, tìm đến bao giờ, hỏi đường xưa mãi nhớ. Con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn tim vẫn ghi. Chỉ một đêm trăng thanh, con đêm đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Chỉ một đêm trăng thanh, quanh qua đường vắng tanh, chỉ còn em với anh.
quý vị rất là nhiều. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đã chấm dứt và xin hẹn lại quý vị vào ngày thứ ba là ngày cuối cùng của anh em chúng tôi với một điểm báo. Và chúc quý vị có một buổi chiều hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một bữa ăn thật là ngon miệng bên cạnh người thân và gia đình. Quý vị thấy cái live stream của chúng tôi nãy giờ là vui nhộn, cũng như là những tin tức rất là nóng bỏng ngày hôm nay gần tới quý vị. Thì quý vị, thưa anh em chúng tôi, quý vị nhớ dành tặng cho anh em chúng tôi mỗi người một xe thôi, là anh em chúng tôi đã rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Khánh Trân cũng như Davis sẽ hẹn là quý vị một buổi live stream cuối cùng điểm báo với thứ ba tuần sau. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn cái sự theo dõi quý vị.